Hello anh em nhé, chào mừng em trở lại kênh của mình Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại review cho các bạn cái sản phẩm đó chính là cái đèn hậu của Hyundai 15 tấn cũng như là Hyundai HD, toàn bộ dòng Hyundai HD này, rồi là toàn bộ dòng Hyundai trên thị trường Việt Nam X8, rồi là một số dòng xe đều lắp cái đèn hậu này, một trong những cái đèn hậu mà nó phải nói từ thập niên 2000 đến bây giờ là 2022 rồi mà nó vẫn còn rất là chuộng, và thứ hai là vẫn là một trong những cái đèn hậu truyền thống của dòng Hyundai. Và rất nhiều anh em xe Hilo rồi xe Isuzu rồi một số dòng anh em thích, thứ nhất là độ bền nó cao và cái sự quan sát nó dễ sau cái quá trình anh em ngồi lái trên xe, thứ nhất là nó vuông vắn, thứ hai là nó nhìn rất là dễ cho cả người đi đường, và thứ hai là anh em lái xe. Thì đây là một trong những cái sản phẩm xịn các bạn nhé, chính hãng nhập khẩu từ nhà máy Hyundai bên Hàn Quốc về. Đây tem mã vạch cho các bạn này. Đầu tiên thì phải nói luôn vào cái chủ đề là cái đèn hậu này thì trên thị trường Việt Nam mình nó có rất là nhiều loại. Mình nói thật các bạn là nếu mà tính sơ sơ trên thị trường Việt Nam nó cũng rơi đến tầm 5 loại. Mình kể qua cho các bạn nhé, nhưng mà mình không có sản phẩm đây, mình kể qua cho các bạn thôi. Thứ nhất là đồ xịn đạo xe, nó là trước mặt các bạn đây. Thứ hai nó là cái hàng sản xuất cho hàng Hyundai, có nghĩa là cái ông Hyundai đặt nhà máy của ông A. Thì ông A sản xuất ra cái hàng đó nhưng mà không được bằng tiêu chuẩn của hàng Hyundai. Đấy là cái hàng thứ hai. Còn hàng thứ ba đó là một loại hàng Hàn Quốc sản xuất, nghĩa là Hàn Quốc đang sản xuất ra nhưng mà không phải là hàng chính hãng, và cũng không phải là cái hàng mà của cái ông A sản xuất cho nhà máy Hyundai. Đấy là thứ ba. Còn cái thứ tư nữa là một cổ cũng của ông Hàn Quốc nhưng mà lại là một ông hãng khác của Hàn Quốc. Đấy các bạn nhá, Hàn Quốc nhưng mà nó có nhiều loại Hàn Quốc, hàng đẹp hàng xấu. Đấy chứ không phải là cứ Hàn Quốc là các bạn, ví dụ anh em ở Việt Nam các bạn hình dung ra tôi làm được sản phẩm A thì ông cũng làm được sản phẩm A, nhưng cái chất lượng hai ông khác nhau hoàn toàn, nhưng xuất xứ đều của Việt Nam. Đây là mình nói vui qua các bạn hiểu thôi. Và cái thứ năm nữa là của ông Trung Quốc làm. Ông Trung Quốc thì thị trường Việt Nam mình ấy, thì ít nhập, thì Việt Nam mình thì nhập thẳng Sài Gòn cơ. Vì cái này Việt Nam mình làm được rồi, đổ ra làm được rồi. Thế nên thành ra là cái hàng Sài Gòn ấy, thì nó cũng nhìn thì nó cũng dại dại các bạn. Nói chung là chán lắm. Nói chung mình nói cho nó vui câu chuyện thôi. Thế còn thật ra thì các bạn dẹp qua mấy cái hàng đấy đi, các bạn thì tập trung vào hai cái hàng các bạn mua, là một là các bạn mua hàng Hàn Quốc. Cái giá phổ thông trung bình nó quay đầu tầm 200 hơn 200. Còn dưới 200 thì tùy các bạn, nhưng đa số các bạn phải mua tầm 200 hơn 200 một chút. Đó là cái hàng Hàn Quốc xịn. Còn cái đèn hậu Hyundai này thì giá cả nó rất là nên xuống thất thường. Cái ngày mà nó chưa có biến động ấy, thị trường kinh tế ấy, thì nó loanh quanh tầm 600 một cái. Còn đến bây giờ thì nó loanh quanh vào tầm 800, hơn 800 tùy từng đơn vị nhập khẩu và người ta nhập cái đèn về các bạn nhé. Đấy là mình nói vào cái ngày hôm nay là ngày 2022 thôi. Còn nếu mà một năm sau các bạn xem lại video này, 2 năm sau thì các bạn thông cảm cho mình là giá cả sẽ lên xuống. Các bạn cứ inbox trực tiếp số điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Cái hôm nay quan trọng là mình quay lại cho các bạn xem để các bạn biết được hình dung là cái đèn xịn nó như thế nào và cách phân biệt ra sao, và cái cách mà các bạn mua được cái đôi đèn xịn thì các bạn phải nói rõ với người bán hàng là tôi mua đèn xịn Hyundai chính hãng 100% hàng Hyundai hoặc Mobis, chứ tôi không mua cái hàng mà sản xuất cho Hyundai. Đấy vì rất nhiều các đơn vị họ đang nhái anh em cho các bạn là họ nói với các bạn là hàng xịn sản xuất cho nhà máy Hyundai, nhưng mà thực chất ra cái hàng đấy nó chỉ là sản xuất theo tiêu chuẩn của người ta thôi, còn không phải theo tiêu chuẩn của thằng Hyundai. Đấy lôm la cái câu chuyện là sản xuất theo tiêu chuẩn của Hyundai và sản xuất theo tiêu chuẩn của người ta là như nào thì mình cũng đã có rất nhiều các video mình phân tích rồi. Ở đấy thì hôm nay thì mình chỉ nói các bạn là đèn xịn là nó như thế này, thì các bạn sẽ nhìn đóng cái hộp này các bạn này, tem mã vạch. Những cái này thì thật ra thì nói thật các bạn là mấy cái ông đồ tàu ông làm chưa đầy 2 phút là có hộp như này, có tem như này. Nhưng phải quan trọng vấn đề nhất là cái người bán hàng ấy, người ta có dám cam kết các bạn đèn xịn hay không. Còn riêng mình bán cho các bạn xịn, mình nói với các bạn là xịn, cam kết cho các bạn một đổi một luôn, mặc dù nãy cái đèn này nó không đến 50.000. Nói phớ luôn cho các bạn anh em xem cái video này của mình. Thật ra thì mình bán nó về lâu về dài chứ không phải là bán một cái sản phẩm này mà nuôi sống cho mình được, thì đây là mình không chồng giật. Đó là mình phải nói thẳng về quan điểm bán hàng, vì các bạn biết là mình làm gần 20 năm và thứ hai là cái kênh mạng xã hội mình làm cách đây được 3-4 năm thì nó đã có số đứng rồi, mình không muốn bán một hai cái sản phẩm mà để mất cái danh dự của mình. Còn anh em tin không tin thì tùy thôi, đấy là mình tâm sự thật. Còn tiền trong túi các bạn kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán, đó là cái điều mà mình bán hàng qua mạng xã hội mình toàn là vậy. Đấy nói vui một chút nhé, các bạn vào trong cái đèn này các bạn sẽ thấy một cái ni lông bóc ra nó kêu sướng, các bạn kêu sướng không? Đó quá sướng luôn, cái băng dính này của nó mình nói bạn dính lại vẫn kêu này. Dính lại vẫn kêu nhá. Đó, rất sướng luôn, đó, tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, mình giữ lại ni lông này cho nó zin. Đó sau đây các bạn đi lắp vào bên trong ấy, thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có một loạt số, các bạn nhìn thấy không, một loạt chữ này HMC Korea. Đấy, rồi là một loạt thông số nó dập lỗi bên trong. Đấy các bạn nhé, dập lỗi bên trong. Đấy các bạn nhìn này. Đó. À, các bạn mà mua cái đèn mà cái thằng mà nó sản xuất cho thằng Hyundai đấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sống nguyệt những cái chữ số như này. Nhưng mà nó sẽ không bao giờ có cái ký hiệu HMC. Các bạn nhìn này, HMC.
Đây mình zoom cho bạn xem nhá, màu đỏ nó hơi bị chói chút. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ không bao giờ dập vào chữ HDMC. Các bạn đi mua bất kỳ một cái đèn Hyundai nào, không bao giờ nó dám để chữ HDMC. Nó chỉ dập những cái mã số ABC giống như các bạn nhìn thôi, nhưng mà không bao giờ dập HDMC. Đấy là cái điều đầu tiên nhá. Cái điều thứ hai ấy, là các bạn nhìn vào cái này này. Đây này, ở giữa đây nó có cái lỗ tròn này, nó có một cái dấu tròn và một cái dấu thập. Đấy các bạn thấy không? Đấy, và cái nào nó cũng có một cái như thế. Đấy. Và điều đặc biệt thứ ba nữa là các bạn có một cái điều quan trọng nhất. Các bạn lật về sau này, các bạn nhìn này, xịn này, rồi là xịn dập chữ này, đó, mã của nó này. Rồi là các bạn tháo cái đuôi này ra cho mình. Các bạn tháo nó ra này là các bạn sẽ biết bên trong của nó ấy, cái đuôi xịn nó rất là sướng luôn. Các bạn vặn đau tay nó không ra được cái đuôi, nhưng mà lấy với cái hàng đều ấy, nó chỉ cần nhẹ tay phát ra luôn. Thì hôm nay thật ra thì cái đèn thì mình hôm nay là mình chỉ làm cái video sơ qua cho các bạn thôi. Còn cách đây tầm 3 năm trước thì mình đã có một cái video là nói toàn diện về cái đèn này cho các bạn rồi. Các bạn có thể vào lại kênh YouTube của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Các bạn theo dõi lại cái video đó, các bạn không hiểu thì các bạn có thể email cho mình, mình sẽ gửi lại cho các bạn. Hôm nay thì mình úp cái video này lên lại một lần nữa để cho các bạn biết là đèn xịn nó mới về. Và thứ hai là cái cách một số cái đơn giản nhất định các bạn cần phải lưu ý khi mua cái đèn này, vì trên thị trường nó rất nhiều loại. Và chúc các bạn mua được sản phẩm theo ý muốn. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video này của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở sản phẩm tiếp theo. Bye bye mọi người.